Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiến đến Đà Lạt, có một buổi du lịch dành cho cả công ty luôn. Cả công ty. Một thời gian rất là dài rồi không có được đi du lịch, và cũng hứa hẹn với mấy đứa nhỏ là sẽ dẫn đi chơi, nhưng mà đến bây giờ thì cũng không đi được. Thương quá, không có thể dắt các bạn đi, nhưng sẽ đi Đà Lạt, đó là du lịch trong nước. Thì cả nhóm đã có mặt ở chợ Đà Lạt, thì bây giờ là đang đi tham quan, mua hoa, mua đồ ăn. Bây giờ mình đi qua Lăng Farm đi. Thật ra là lên Đà Lạt thì cứ đói bụng hay là muốn ăn cái gì nhanh chóng thì cứ bước vào Lăng Farm thôi, là tại vì có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào ăn mấy đứa đói chưa? Đói chưa? Thằng trò đói chưa? Đi thôi, đi thôi. Hồ Biên. Dạ, để chúng em hiện tại bây giờ thì đã rất đói rồi ạ. Mà đi tìm đồ ăn thì cũng rất là vất vả, nên chắc chắn là lên Đà Lạt thì chỉ có bước vào Lăng Farm thôi, bởi vì có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, không cần phải đi đâu tìm kiếm hết. Let's go. Đi thôi. Chào mọi người. Tại vì ở đây buffet là có đầy đủ hết, rất 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 là nhiều món, muốn ăn cái gì cũng được hết. Em xin chào ạ. Khung cảnh ở đây thiệt sự ra là mình thấy rất là gần gũi luôn á, kiểu như mấy cái nông trại ở trên Đà Lạt vậy đó. Thoáng mát nè, xếp đồ ăn, xếp đẹp tay luôn. Ê trời ơi, trời ơi, trời ơi. Yêu cái góc này quá à. Đây là kem nè. Cho chị gần ly kem trước được không em? Chị muốn ăn yogurt. Với lại cho chị viên một viên phô mai đi. Việt Quốc. À rồi, cảm ơn em. Kem nha. Nhưng mà người thấy thì không gian buffet ở đây rất là thoải mái để cho mình lựa chọn. Ở bên này thì bàn rất là đông luôn. Kiểu như là hả, mình vô mình có thể lựa chọn được đi gia đình hoặc là đi bạn bè, riêng tư cũng có chỗ để cho mình ngồi luôn. Nãy giờ chưa ăn được gì hết. Đây nha, làm hơn 100 món ăn vặt ở đây luôn. Là mọi người có thể thấy nè, mít sấy nè, nho nè, thơm nè, ngũ quả nè, khô gà có luôn ở đây nè đó. Ui, hôm nay có đu đủ sấy nữa nè. Bữa chị lên là chưa có đu đủ sấy, bây giờ có nè. À đúng rồi, giá vé ở đây là 59.000, là từ thứ 2 tới thứ 6 nha. Mà riêng thứ 7 chủ nhật là chúng ta sẽ có giá là 67.000. Lộn, 69.000 rồi. Bớt 2.000 nãy lộn. Đi với Ngọc thì Ngọc bớt 2.000. Còn nếu đúng giá là 69.000 nha. Bây giờ chúng ta sẽ ăn bánh bao. Ở đây bánh bao dễ thương quá à. Ủa, ở trong đây mình làm bánh bao này là nhân gì vậy bé? Dạ, cái này là nhân ngọt luôn chị. À, nhân ngọt hết hả? Bí đỏ. Phải mua bí đậu xanh ạ. Bí đỏ, đây là bí đỏ. Mình sẽ ăn thử ba loại nhân luôn. Lỡ rồi sáng giờ từ lúc bay tới giờ là chưa được ăn gì hết. Đây là đậu xanh nè, khoai môn. Đây là ba bé bánh bao đáng yêu, dễ thương. Thấy cưng quá à. Xé ở đây cho mọi người coi luôn nha. Ê, hợp với cái màu móng quá nè. Tên 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 tên. Đây là nhân khoai môn. Trời ơi, thơm quá. Ngon quá. Lúc nào khoai môn cũng là nhất á. Kem cũng ngon. Mà bánh bao làm khoai môn cũng ngon nữa. Ê chị, em thấy cái gì đằng sau vậy kìa? Cái gì đằng sau vậy kìa? Khoai ngọt của chị đó. Em ơi, nướng cho chị một cái bánh tráng được không? Dạ vâng. Nhưng mà cho chị nhiều trà bông. Nhiều trà bông. Được yêu cầu theo ý mình đúng không? Dạ vâng, nhưng mà em có à, ba cái nhân thôi phải không? Dạ, vâng. Có một loại nhân thôi, nhưng mà đừng yêu. Trời ơi, lên Đà Lạt là phải ăn bánh tráng nướng nha. Mà ngay cả vô bước vào Lam Pha mà vẫn có bánh tráng nướng ngay tại quầy buffet luôn là sắc. Đây là bánh tráng ở đây nè. Đó. Nhìn cái bánh rất là sạch sẽ luôn. Người ta để vô đây. Lỡ. Chị lỡ là làm luôn cho chị cái này. Trời ơi, ngon lắm nè bướm ơi. Bỏ chảy nước miếng luôn á.
đây là mình để riêng ra chứ đúng không? Chứ mình đâu có xịt sẵn vô đâu. Dạ vâng, để riêng nha, chấm cho nó dễ hơn nè. À, có sốt, sốt wasabi nữa nè. Cho bé xin một cái bánh trắng cắt sẵn luôn. Đây là mình không cần phải đụng tay một cái gì luôn á, chỉ việc là ăn, ăn, ăn và ăn thôi. Cảm ơn em rất là nhiều. Đu đủ. Chị chủ chào. Chị có trà bản thân chị bên đây. Trà bản thân à? Trà Linh Chi. Trời ơi, sao Linh Chi nó bị nhốt ở đây rồi ta? Trời ơi, ai thả nó ra đi chứ, tội nghiệp quá hả? 1, 2, 3, vô. Đây là một buổi trà chiều của các chị em, hội chị em trà chúng tôi. Đây là tất tần tật những món buffet ở trên Lan Farm nha. Đó, bây giờ là lấy ra cho nhiều vô, ai lấy cho nhiều thì phải ăn cho hết, nghe chưa? Nguyên một vàng dĩa ra gì là thấy là bắt mắt trước rồi đó. Chứ còn bây giờ mình bắt đầu thử nha. Đây là cái món mà Ngọc muốn thử đầu tiên, đó là đu đủ sấy. Món ơi, ngon lắm. Sấy cực kỳ giòn. Mà cái vị ướp của nó không có quá ngọt. Tại vì mứt thường là mọi người làm ngọt quá, ăn nó sẽ bị ngấy. Nhưng mà còn cái này là không hề. Vẫn giữ được vị đu đủ đúng không? Đúng. Giống như kẹo á. Ngon quá không? Thơm cực kỳ luôn á. Ăn không à, không đứa nào nói gì hết trơn. Ê nha, chú Văn Cảnh ở đây á đặt ở vị trí đắc địa chợ Đà Lạt luôn. Bởi vì mọi người ngồi ở đây ăn uống ngắm cảnh đó. Mình đi chợ mình mệt xong rồi mình cứ bước vào đây, mình ăn uống, mình thoải mái ngồi uống trà. Có rất là nhiều loại trà, và đặc biệt là trà của bà Ngọc nữa. Đang bị nhốt ở đó. Trà Linh Chi chưa thả ra, không biết ai nhốt nó ngoài đây nữa. Có thể nhìn qua là các chị em mình ở bên đó đó. Cũng đang đi uống trà chiều luôn. Nên Ngọc tin chắc là đây là một cái địa điểm mà chắc chắn là mọi người ai cũng sẽ yêu thích khi mà bước lên đây. Bởi vì cái quang cảnh, cái view thôi là chụp hình đã xuất sắc rồi. Chú hồi mình sẽ chụp 100 tấm ở đây luôn nha. Hồi nãy ăn ở trên đó là giống như là mình sẽ thưởng thức chỉ cái món nào mà mình thích. Mình sẽ xuống đây mình gom đem đi về nhà. Ui, trời ơi, đây có đông trùng hạ thảo luôn nè. Nói chung là thiệt tình luôn, là mỗi lần lên là mỗi lần thay đổi. Mỗi lần lên là mỗi lần có những cái món mới cập nhật cho mình. Có luôn cái nhà máy để trồng đông trùng hạ thảo. Đồ tươi. Rất tươi luôn nè. Đó, mọi người có thể thấy nha. Đó, mọi thứ đều được tươi nguyên luôn. Sản xuất ngay tại chỗ và đem ra đây để bán cho tất cả mọi người. Nên yên tâm về chất lượng. Macaron ở trên đó hồi nãy cũng ngon. Hồng sấy dẻo hả? Ý hồi nãy chị chưa ăn, như mấy đứa nó lấy nó ăn à. Nói chung là tất cả mọi thứ đều được làm và sản xuất ngay tại chỗ hết. Nên mình rất yên tâm. Ý trời ơi. Trời, bạn kỳ quá trời, bị sấy luôn. Hồi Linh Chi bị sấy khô luôn. Hồi nãy làm trà, bây giờ là bị sấy khô luôn. Sao mà thấy thương nó quá. Ở trà đi đâu mà mình cũng thấy bạn bè mình vậy á. Tự nhiên mình cảm thấy ấm áp hơn, gần gũi với nhau. Mua về luôn. Linh Chi này á là mọi người có thể mua về để mà làm mài ra đó, làm nước uống giải độc tốt, cơ thể rất là tốt ha. Đi quay nhiều, đi làm nhiều, thức đêm nhiều nên thành ra Ngọc uống Linh Chi. Nè nè, mình phải có điểm nhấn chị ơi. Đây, dòng chữ này, dòng hàng không pha độn. Đây là Linh Chi nguyên chất. Nói chung là mọi người có thể thấy không gian thì chắc là ai đến Đà Lạt thì cũng biết là ở Lan Farm này là một cái không gian xây dựng ra là cho mọi người rất là dễ để mà mua hàng, cũng như là từng khu vực sắp xếp. Ở bên đây là khu vực trà nè, các loại trà luôn đó. Ở bên đây là có các loại đặc sản biển luôn, cá thiều. Cá thiều này ngon lắm. Có sẵn một hộp luôn. Em ơi, cái này đem về mà làm quà cho khách đó, đẹp lắm luôn. Ở bên đây đường cái là thiết kế rất là sang trọng, thấy không? Nhưng mà mọi thứ rất là rẻ nha. À, có 97.000 thôi. Trà hoa cúc nè, 97.000 nè. Sen cha từ chồi lá là cái này nè. Đó. Trời, đây là mấy cái dĩa thì cưng quá. Ở trên kia hồi nãy là ăn hết mấy cái này rồi đó, nhưng mà xuống đây là cũng thấy được nguyên dạng cái hình hài của nó, chứ hồi nãy là xé nhỏ 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 hết rồi. Dâu tây tươi giống Nhật Bản. Ủa, giống Nhật Bản hả ta? Là nhập từ bên Nhật luôn hả?
Cái này là giống Nhật được trồng tại cái Lang Farm mình luôn. À, mình vậy lấy hả? Giống từ Nhật về nên rau này ngọt và thơm luôn. Ui vậy hả? Dạ. Mình trồng tại ở đây dạ, luôn hả? Rau này rau organic nên rất là sạch và thơm ngọt. Chị có thể ngửi mùi thơm ở đây nè. Mình ngửi sao mình sẽ ăn vô có mùi vị đó luôn. Thôi tụi thơm lắm luôn, rửa không cần rửa trước nha cũng được. À không cần rửa dạ, luôn hả? Mình chỉ bóc ra mình ăn thôi. Cái này mình đem về thì có sợ bị úng không em? Dạ không, chị có thể để ở ngoài được 3 đến 4 ngày á. Để nhiệt độ thường nó để à, vậy hả? Tại mình không có dùng thuốc. Đố các bạn biết đây là gì? Nhìn giống như túi Hermes. Nhìn như túi Hermes đấy chưa? Nhưng không, đây là đông trùng hạ thảo đó. Hồi nãy thấy cái hũ ngoài kia kìa, nhưng mà cái hũ này đóng đẹp hơn nè. À đây nè, đây nè, đây nè. Bả nằm ở đây nè. Uống đông trùng hạ thảo này ngay cả cho bản thân những người trẻ như mình nhé. Uống cũng giữ gìn được sức khỏe rất là tốt. Các loại nước cốt nữa nè, trời. Cái bình đi quá. Chua chị không thích. Nhưng mà nãy chị uống thử rồi cũng ngon. Mẹ chị thích, chị mua cho mẹ. Nãy đồ ăn kia thì lấy được nhiều chưa ta? Kính thưa tất cả mọi người, hiện tại bây giờ thì theo như Ngọc được các bạn nhân viên giới thiệu thì đây là hàng Signature ở bên Lang Farm. Là tại vì sao? Bây giờ Lang Farm đang chú trọng theo công nghệ Nhật nên tất cả các sản phẩm đến từ Nhật và chất lượng. Nên đây là tất tần tật các loại trà nè, trà xanh Nhật Bản. Hồi nãy ở trên nó chưa có thử trà. Chị thích uống trà xanh? Thích ô long. Chị thích là ô long đỏ. Chị cũng thích uống hồng trà một xíu, về bỏ trân châu thêm. Còn trà xanh tuyết này thì chị chưa thử qua, chị cũng muốn thử. Đó thì cũng lấy hết rồi đó, còn bé trà xanh thôi. Cao Atiso. Cái cao này á, là nó cũng được chiết xuất từ Atiso nhưng mà không phải là từ bông như là bông tươi. Thường á, thì mọi người ta sẽ lựa chọn những cái loại trà Atiso để uống. Nhưng mà đối với chị thì chị lại thích cao Atiso hơn là tại vì nó nguyên chất với lại nó rất là tiện lợi trong cái việc mà mình pha chế, đi quay, mát. Đó, đem đi đâu cũng được hết. Hình như là cái không gian này của mình là không gian mới đúng không bé? Dạ đúng rồi, không gian mới á. Để chân hàng nuôi liền mình có thể mua hàng về để làm quà tặng cho bạn bè. Hoặc là mình về mình có thể cắm được trên hàng. Ý trời ơi. Cái này là nến. Nến thơm dạ, nữa. Nến thơm. Nến thơm thì hàng. Cái này là mình tự về sáng chế đúng không? Dạ. Chứ chị thấy cái mùi nó rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi, mùi thơm với lại là cái những cái hạt đá ở trong này nó cũng là hạt đá thật. Hạt đá ở ngoài tự nhiên mình mang về xong rồi mình bỏ vô. Cái nến này thì mình có thể đốt được 28 giờ liên tục. Rất là dễ thương. Còn cái này là phin cà phê. Trời, phin cà phê này yêu chưa? Nó dạng phin cà phê nhôm tốt, anode. Nhôm của anode thì nó sẽ tốt hơn, mình không bị rỉ, không bị xước. Có lại là mình bị mớp không? Dạ, dạ không ạ. Không bị mớp luôn. Hộp quà đẹp không? Nhìn như hộp bánh trung thu vậy. Nhưng mà đây là hộp quà này sẽ dành cho ba. Ba thích lắm. Đó, như mọi người thấy thì cứ lên Đà Lạt thì mọi người sẽ chắc chắn ai cũng sẽ ghé thăm Lang Farm hết. Là bởi vì ở đây các chất lượng sản phẩm cũng như là mẫu mã hàng hóa rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể mua về làm quà cho người thân bạn bè. Hiện tại bây giờ thì Ngọc biết đó là Lang Farm có tất cả 30 cửa hàng từ Bắc vào Nam luôn. Thành phố Đà Lạt, Đà Nẵng rồi nói chung là tất cả các nơi. Còn nếu mà ai không đến mua hàng được thì mình có thể online mua hàng trực tuyến được luôn tại website langfarmstore.com. Đó, nói chung là bây giờ mua hàng tại chỗ hay là trực tuyến thì Lang Farm đều giao hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy hàng thôi. Đây là thành quả của ngày hôm nay. Mới có ngày đầu tiên thôi mà mua nhiêu đây rồi thì không biết là mấy ngày tiếp theo mình có ăn hết cái đống này hay không. Nhưng mà đem về làm quà là chính thôi. Đặc biệt hơn là ngày hôm nay Ngọc đã rất là vui bởi vì mình có một ngày trải nghiệm cùng với tất cả ekip tại Lang Farm. Hy vọng là mọi người sẽ đến đây thưởng thức tất cả các món ăn cũng như là các sản phẩm đặc biệt đến từ Lang Farm nha. Bye bye. Uh-huh.